Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Vicky TV và mình là Victoria. Hiện tại mình vừa phỏng vấn xong chương trình đào tạo giao dịch thương mại của trung tâm Seoul toàn cầu. Chương trình này thì nằm trong hợp tác và hỗ trợ của chính phủ Hàn Quốc dành cho người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc. Trong chương trình này thì sẽ được đào tạo hoàn toàn miễn phí và được cấp chứng chỉ về thương mại, cũng như là sẽ được hỗ trợ trong việc chuyển đổi visa nếu như mà các bạn đang học tập hay là đang làm việc hoặc là đang xin việc ở Hàn Quốc mà có nhu cầu chuyển đổi sang visa mua nhóc visa thì các bạn cần phải tham gia cái lớp học này. Và lớp học này thì chỉ diễn ra vào cuối tuần trong vòng khoảng tầm 1 tháng gì đó. Tổng thời gian sẽ là 30 tiếng và mỗi một tuần sẽ học từ 10 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Hiện tại thì chưa có kết quả nên là không biết sẽ như thế nào, nhưng mà mình thấy đây là một trong những chương trình rất hữu ích và có sao ta? Nói chung là khi mà các bạn đang sống ở Hàn Quốc và đây là một trong những cái chương trình mà được học miễn phí rồi được hỗ trợ rất nhiều thứ thì tại sao các bạn không tham gia để cho mình có thêm nhiều kiến thức cũng như là được nhận sự hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc. Rồi kể cả khi mà các bạn đi xin việc thì những cái giấy chứng nhận như thế này cũng sẽ có ích cho các bạn rất nhiều. Những cái thông tin này thì các bạn có thể vào trang Facebook để tìm Seoul Global Center thì sẽ ra, hoặc là các bạn có thể vào trực tiếp trang web của trung tâm cũng sẽ có rất nhiều thông tin. Có một số những cái lớp đặc biệt thì sẽ phải trải qua phỏng vấn, nhưng mà có rất nhiều lớp miễn phí, không cần phải trải qua phỏng vấn, chỉ cần đăng ký thôi. Thì những ai đăng ký càng sớm thì sẽ được nhận, bởi vì có giới hạn số lượng ấy, nhưng mà được mở thường xuyên và liên tục nên là không phải lo gì hết. Và mình đã đăng ký lớp online business vào buổi tối từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối các ngày trong tuần. Tiếp theo thì là lớp này vào học vào cuối tuần. Nói chung là thời gian có lớp thì chỉ học trong vòng một tuần, có lớp thì học trong vòng khoảng một tháng gì đó. Thời gian nó không có nhiều, thế nhưng mà được cấp cái chứng chỉ của cái chứng chỉ và sau này mà các bạn khi đi xin việc hay là các bạn xin visa sẽ được lợi rất nhiều. Hôm nay đến phỏng vấn cùng với mình có mấy bạn người Trung Quốc, rồi trước đó thì có mấy bạn người Anh, người Mỹ gì đó, nói chung mình cũng không biết lắm. Tại vì cứ ba người vào một, hẹn giờ riêng khác nhau. Đông lắm. Bây giờ mình đang trên đường để đi nghe một buổi diễn thuyết bằng tiếng Anh với chủ đề là làm thế nào để yêu bản thân bạn nhiều hơn. Nhìn mình giống Dracula. Bây giờ đang phải đeo cái dây này để chuẩn bị sắp tháo niềng răng ấy, phải định hình lại cho hai cái hàm nó khớp nhau ấy.
상이에요이거아 안녕 수고했어요오늘 안녕